Xin chào quý vị và các bạn thân mến. Mùa Giáng sinh, ngày lễ Noel sắp đến cận kề các bạn ạ. Vâng, đây chắc bạn hình ảnh này khá là quen thuộc tại Hà Nội rồi. Trước cửa nhà thờ lớn Hà Nội. Tại đây thì quý vị và các bạn nhìn thấy những hình ảnh cực kỳ là sôi động, cực kỳ là đông đúc, cực kỳ là nhộn nhịp. Một mùa Giáng sinh rất là tuyệt vời dành cho tất cả mọi người. Những hình ảnh tại nhà thờ lớn Hà Nội. Đây là một địa điểm thu hút rất nhiều quan khách, đặc biệt là khách du lịch, khách nước ngoài, rồi là khách các bạn trẻ, thanh niên. Trước cửa nhà thờ các bạn nhìn thấy có một cây thông cực kỳ lớn. Ở đây thì mỗi một lúc càng một đông người các bạn ạ, một đùn kéo về đây, mọi người đổ về đây để được tận hưởng những cái không khí của một mùa Giáng sinh tại nhà thờ lớn Hà Nội. Ai cũng muốn chụp cho mình những cái chỗ kiểu ảnh lưu niệm ở đây. Nếu như vào những ngày chính, vào lễ, ngày lễ thì các bạn đến đây không còn chỗ nào mà đứng luôn, rất là đông luôn. Tại đây thì hôm nay rất vui được chia sẻ những hình ảnh trước ngày lễ Noel tại khu vực nhà thờ lớn. Đây là những cái khung cảnh tại đây, mình sẽ quay cận cảnh chi tiết gửi tới quý vị và các bạn cùng đón xem. Đây là hình ảnh những con lạc đà. Các bạn thấy là trang trí Chúa Giêsu, Chúa rất nhiều. Ở đây là lúc một địa điểm chụp ảnh cho mọi người rất là thú vị. Ở đây khu vực này vào buổi chiều thì các bạn đến đây khá là đông người. Buổi chiều đến tối các bạn nhé, chập tối. Đây là lúc là đông nhất. Tại sân, một cái sân rất là rộng trước cửa nhà thờ lớn, các bạn thấy là những hình ảnh rất là đông, rất là nhộn nhịp. Thank you.
bắt đầu từ nhà thờ lớn Hà Nội là ngay ở mặt đường ở phố Lý Quốc Sư các bạn nhé. Đây mình sẽ đi vào đường phố Lý Quốc Sư đây. Phố cổ chúng ta luôn luôn nhộn nhịp. Còn phố Lý Quốc Sư này ở chỗ này có cái hàng bánh buổi chiều rất là đông khách. Bánh mì nem rán. Đấy, ở chỗ này bán đông lắm, có cả những cái nộm nhất ấy. Ai chưa ăn ở đây thì đến qua đây ăn thưởng thức nhá. Món này rất đông khách chiều. Có loại bánh rồi là nem rán, nộm. Trên đường Lý Quốc Sư. Rất nhiều các bạn đang đi vào phía nhà thờ lớn để chơi vui chơi. Quý vị và các bạn thân mến, vào những ngày lễ Tết cũng như là ví dụ như là ngày mùa Giáng sinh, ngày Noel như hiện tại thì các bạn thấy trên phố cổ nó luôn luôn là những cái hình ảnh đặc sắc, thu hút được rất nhiều các quan khách đến đây để vui chơi, để tìm hiểu cũng như là dạo phố cổ. Đây là cũng ra ngoài phía ngoài hàng bông các bạn, bông hàng hòm đấy là khu vực ở chỗ này. Phố cổ rất là nhộn nhịp. Và hôm nay mình cũng chia sẻ một số hình ảnh tại nhà thờ lớn vào những ngày dịp mùa Giáng sinh, chuẩn bị đến ngày trước ngày lễ Noel. Qua những hình ảnh vừa rồi thì quý vị các bạn cũng cảm nhận được những hình ảnh trên phố cổ luôn luôn là những cái bản sắc văn hóa của Hà Nội từ ngày thời xưa đến thời nay, luôn luôn giữ được những cái văn hóa đó. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.